Xin chào các bạn. À, trên tay của mình đây là hai chiếc đồng hồ định vị trẻ em của cái hãng Wonlex. Thì mùng 1 tháng 6 cũng chuẩn bị tới rồi, năm nay là năm 2020. Thì cũng rất nhiều các cái cha mẹ là cũng muốn mua cho con em mình một chiếc đồng hồ định vị và trên thị trường cũng có rất nhiều các cái loại đồng hồ uh, của các cái hãng khác nhau. Thì nhưng mà thực ra thì bây giờ giá thành nó cũng rất nhiều và cũng rất nhiều loại mà chất lượng thì cũng chả biết làm sao, chủ yếu là từ Trung Quốc thì ở đây là của hãng Gullex này thì theo như mình thấy là cũng là một cái hãng nổi tiếng trên thị trường và cũng được rất nhiều người mua thì hôm nay mình sẽ mở hộp ra một cái con đồng hồ của Gullex và cái mã này là mã KT13 theo như nhà sản xuất thì đây là cái mã mới nhất của cái năm 2020 này để cho các bạn xem xem là chúng ta có nên mua đồng hồ định vị cho trẻ em hay không và có nên mua của hãng Conlax hoặc là cụ thể hơn là có nên mua của cái mã KT13 hay không? Đây mình sẽ có hai cái, mình mua hai cái một cho bé trai và một cho bé gái. Thì bé trai thì nó là cái đồng hồ màu đen như này. Đấy, thì bên trong là nó sẽ có một cái đồng hồ màu đen như này. Thì ở đây là nó đã cửa hàng đã dán cho một cái tấm kính cường lực lên rồi. Thế còn nếu như mà không thì nó sẽ không có kính cường lực nó không nhô lên như này. Vì kính cường lực cái mặt của nó là cái mặt cong 3D. Đó nên là cái kính cường lực thì thông thường ở cái mép của nó nó sẽ không khít được. Đó, cũng giống như điện thoại chúng ta nếu như mà chúng ta dán cường lực ấy, mà nó dán chùm lên gần cái mép cong 3D ấy thì nó sẽ không khít được. Đây thì các bạn có thể thấy ở bên cạnh của nó thì nó là có cái khe sim. Đó khe sim và nó bắt bằng hai ốc. Đó. Mặc dù cái giá thành cái này cũng gần 2 triệu bạc đấy nhưng mà mình nhìn thấy cái ốc của nó nó cũng không được xịn sò cho lắm. Đây, ở mặt trên của nó thì các bạn có thể thấy nhìn thấy đây là cái camera này, cái, cái camera này và dưới nó là một cái màn hình này. Ở bên hông thì nó là có một cái nút bấm kiêm nút nguồn và nút SOS này ở bên cạnh ở đây thì các bạn cứ tưởng là camera nhưng mà thực ra đây nó là cái đèn pin thôi đây mặt sau của nó thì nó sẽ gồm có bốn ốc này. và dưới này là cái sạc nó thiết kế cái sạc chân này thì nó sẽ chống nước tương đối tốt là so với cái sạc cái dạng kiểu như là micro USB cái khe sim này thế khe sim mà nó bắt ốc này thì nó sẽ chặt hơn và cái độ chống nước tốt hơn thì ở trên mặt này thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là cái lỗ loa này Đấy, ở đây thì nó là lỗ mic này đó, bây giờ mình sẽ mở cái cái, cái đấy, đồng hồ màu hồng này ra cho các bạn xem thì các bạn có thể nhìn thấy nó cũng tương tự như kia thôi thì đây các bạn có thể nhìn thấy cái này thì nó sẽ rõ hơn đây là lỗ mic này à xin lỗi đây là lỗ loa này còn đây là lỗ mic này còn đây là camera này mặt trên này Đó, và đây là cái nút nút quay lại này. home này. À, bên hồng của nó này Đó, thì nó cũng giống đồng hồ kia thôi đây là cạnh của nó thì nó gồm có cái xe sim thì hiện tại cửa hàng cũng đã lắp sẵn sim cho mình rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục xem trong hộp của nó xem nó có những cái phụ kiện gì thì phụ kiện đi thèm trong hộp thì là gồm có một cái dây sạc cái dây sạc của nó nó thiết kế cũng tương đối hay đây là cái dây sạc của nó này ở đây nó sẽ có hai cái nam châm đó chúng ta sẽ bắt vào cái đằng sau máy này đây là sau máy này chúng ta sẽ bắt rồi đó nó hút chặt vào đây luôn Đấy, nếu như chúng ta bắt ngược chiều của nó thì nó sẽ không hút được nó sẽ đẩy ra Đấy, nó cứ đẩy ra không thể hút được, đó. nhưng mà chúng ta bắt đúng này, nó hút luôn, đó. thì cái dây sạc này là cũng rất hay. Đó. họ sẽ cho chúng ta kèm theo hai cái ốc sơ cua và một cái tô vít, đó. tô vít bốn cạnh và một cuốn sách hướng dẫn dụng cái bên này thì cũng thế thôi. Đó. thì ở đây các bạn có thể thấy mình sẽ mở lại cho các bạn xem cái khe sim này của nó này. này đây các bạn thấy khay sim này à, thì ốc nó bắt và có cái cọc đồng này thì nó sẽ bền hơn là so với cái gen nhựa thì cái khay sim này là nó sẽ dùng micro sim các bạn nhấn một lần thì nó sẽ bật ra đó Đấy, các bạn sẽ tháo sim ra ra đây là micro sim các bạn với wallet thì các bạn có thể dùng sim nhà mạng nào cũng được nhé viettel hoặc là mobile vina đều được hết đó, các bạn khi mà lắp sim các bạn lắp chú ý là lắp đúng chiều của nó. Đó. cái khuyết này nó sẽ nằm ở phía dưới, dưới, dưới đồng hồ chúng ta ấn nó vào. Đó, sau đó là chúng ta sẽ lắp sim vào. Thì cái khay sim ở đây thì nó có cái gioăng này, gioăng cao si, su này, đó. Thì nó sẽ chống nước tốt hơn. rồi tiếp theo mình sẽ test một số các cái tính năng của cái đồng hồ này đây đầu tiên mình sẽ nhấn giữ cái nút nguồn này một lúc để cho đồng hồ khởi động lên <laughs> thì uh, trên giao diện của đồng hồ thì các bạn thấy là nó có, có giao diện rất trực quan đó là cái đồng hồ này thì các bạn có thể chuyển giao diện bằng cách nhấn giữ trên mặt này và đây nó sẽ có rất nhiều các cái giao diện đồng hồ này À, ví dụ như chúng ta chuyển thành cái đồng hồ này chẳng hạn xong chúng ta nhấn set này đó thì là nó sẽ chuyển sang giao diện này hoặc là chuyển sang giao diện khác này. chuyển sang giao diện sang nhấn set là ok Rồi. À, màn hình của nó là màn hình cảm ứng dạng IPS nên mình thấy là nó cũng tương đối rõ ràng sắc nét đây còn cái đồng hồ này thì cũng thế thôi nó thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là cái màn hình của nó là mình có thể là màn hình cảm ứng mình có thể vuốt được cái giao diện của nó trực quan cũng giống như điện thoại thôi thì ở đây đầu tiên một là cái danh bạ này thì cái danh bạ này là cái để mình điền số điện thoại vào thì khi mà số điện thoại có trong danh bạ thì cái số điện thoại đấy mới được phép gọi được vào trong cái đồng hồ của chúng ta. Còn các số điện thoại khác thì sẽ không được phép gọi vào cho cái số điện thoại ở trong đồng hồ. Như vậy là nó sẽ tránh làm phiền cho con em của chúng ta. Đó. Chat này thì ở đây là chúng ta có thể là nhắn tin cho con. hay hoặc là chúng ta có thể nhấn giữ để chúng ta có thể là uh, nói Tức là tin nhắn thoại này Thì cái tin nhắn thoại này cực kỳ hữu ích luôn Đó. Nhất là trên màn hình mà đồng hồ nó nhỏ nhỏ như này Thì là nó cực kỳ khó nhắn Hoặc là chúng ta có thể là gửi hình ảnh Hình ảnh này về điện thoại của bố mẹ này Đó. Hoặc là bây giờ con có muốn gửi tin nhắn cho bố mẹ Bằng nhắn thoại thì con nhấn giữ này Đấy. Xong bắt đầu là alo alo 124 nhấn giữ Xong rồi thả tay ra này Thì lập tức đây là tin nhắn này Nó sẽ gửi về điện thoại của bố mẹ này bắt đầu là đây đây là tin nhắn nó vừa lừa ghi âm ấy, xong bắt đầu nó sẽ gửi điện vào điện thoại cho cho bố mẹ còn phone cái phone này là mình là con có thể là gọi đi tất cả các cái số điện thoại khác đó phone ví dụ như con có biết được số của ai thì con có thể gọi đi tất nhiên là khi mà gọi đi thì nó sẽ bị mất cước phí giống như cước cước điện thoại thôi nếu như chúng ta không muốn cho con gọi điện cho số khác thì các bạn có thể chặn cái này ở trên phần mềm đó đây là tính năng còn tính năng kết bạn này thì nếu như, như theo nhà sản xuất thì hai cái điện thoại này khi mà chúng ta bật, bật bluetooth lên đấy thì chúng ta có thể là kết bạn được với nhau và có thể nhắn tin nói chuyện ở cái khoảng cách gần thế nhưng mà mình có thử ở đây thì mình thấy là cái tính năng này hình như nó chưa kích hoạt theo như tìm hiểu thì có một số cái sản phẩm của xuất đi nước khác thì có nhưng mà Việt Nam mình thì chưa thấy có đây cho chuyện khô này thì cái này nó cũng là một cái tính năng nổi trội ở trong cái điện thoại KT13 này. Thì cái trò chuyện khô này có nghĩa là mình sẽ gọi điện được cho cái số điện thoại của bố mẹ. Đó. Ngoài cái việc mà trò chuyện khô video qua 3G 4G thì thứ nhất là 3G 4G nó phải mạnh. Đấy thì còn nếu không các bạn có thể vào một nơi nào nó có một cái tính năng Wi-Fi. Ở đây trong đây nó có một cái Wi-Fi chúng ta sẽ bật Wi-Fi này lên này. Đó, bật Wi-Fi lên. Thì chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu Wi-Fi cái thứ vào đấy khi mà chúng ta kết nối wi-fi thì nó ghi là báo đã kết nối thì chúng ta có thể gọi khô video đây và để nếu muốn xem được cái kết nối chưa chúng tôi các bạn kéo từ trên xuống dưới giống như điện thoại là chúng ta bút kéo trên xuống dưới thì chúng ta có thể nhìn thấy cái biểu tượng wi-fi đây đó, và cái biểu tượng cột sóng là cái biểu tượng SIM 3G 4G. Ok, mình cũng vừa với mở hộp và test qua một số các cái tính năng của cái đồng hồ định vị trẻ em của hãng Wunlex và mã là KT13. Trong cái video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái ưu nhược điểm của cái đồng hồ KT13 này để cho các bạn có cái sự lựa chọn mua phù hợp nhất cho con em của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mà nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông đăng ký like chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn cảm ơn các bạn